tham tham là ưa muốn cõi trần gian tham đắm say xưa vẻ nồng nàn sắc đẹp âm thanh hương vị xúc khiến cho tâm trí cứ mê mang. tham muốn mọi ngon ở thế gian tưởng rằng trần thế mãi lạc an si mê không biết luân hồi khổ dục lạc đi theo với hoại tàn cái vẻ bề ngoài đẹp chứa chan bên trong hôi thối sặc nồng nàn si mê chỉ biết bên ngoài ấy đắm lụy muôn đời khổ bất an tuệ tri sự thật là như vậy Nhằm chán xa lìa dục thế gian tà kiến ngu si giấy khởi tham sợi dây ràng buộc nếu không nhàm tự sinh còn mãi không dừng lại chừng nào chưa dứt được tánh tham. Khởi lên trí tuệ để ly tham, đoạn trừ tà kiến sẽ sinh nhàm. Dục tham không nhiễm không sầu khổ, muốn trừ sinh tử phải lìa tham. Tham dục Tham dục vui trước khổ sao, như người trúng độc khổ đau dần dần dục như chó gặm sương sần, bụng chưa no đã khổ thân răng hàm. Dục như con quả tham mồi, cả bầy giành giật liên hồi khổ thay. Dục như lửa cháy trên tay, không buông thì bị thiêu ngay tức thì. Dục như hố lửa âm y, bước vào mới thấy lửa thì bốc lên. Dục như giấc mộng chẳng bền, Tỉnh rồi hối hận chỉ là mộng mơ, Dục như vai trả dại khờ, Khi vui hớn hở khi đơ điến lòng, Dục như cây trái đèo bồng, Muốn lòi sâu xé chớ hồng được an, Dục như cái thớt chặt băm, Bị nhiều dao búa bập bầm đau thương, Dục như lưỡi kiếm bén trường, Đụng vào thì sẽ bị thương tổn mình, Dục như đầu trắng đọc kinh, đụng vào nó cắn cho mình khổ đau. Tham dục vui trước khổ sao, xa lìa tham dục trước sao an lành. Muốn lìa tham dục phải nhanh, thọ trì giáo pháp thực hành tu tâm, xả ly tham dục lỗi lầm, tu tâm giải thoát khỏi hầm dục tham. Tham lam con người có tánh tham lam tiền tài sắc đẹp lòng ham muốn nhiều dục trần dù có bao nhiêu làm sao thỏa mãn những điều khát khao vì tham chỉ muốn vơ vào càng nhiều càng ít khi nào mới thôi gương trần đã thấy cả rồi sao không tỉnh ngộ xa mồi dục tham bao nhiêu tội lỗi đã làm bao nhiêu ác bá vì tham hại mình bao nhiêu khổ lụy nhân sinh vì tham mà chịu cực hình thảm thương bao nhiêu lọn lạc chiến trường vì tham cướp đọt đau thương chất chồng cuộc đời có có không không khi nào thức tỉnh bụi hồng thế gian chỉ vì tà kiến mê mang? giả cho là thật nồng nàn đắm sai vô thường sinh diệt xưa nay, còn chưa tỉnh ngộ lòng này còn tham, khổ đau kiếp sống điêu tàn, còn tham dục lạc còn than khóc nhiều, trần gian xả tạm bao nhiêu, còn chưa thức tỉnh còn nhiều tham lam, xưa nay rồi bỏ chẳng nhàm, với thay xác thối lòng tham khác gì, bao nhiêu tâm tối ngu si, không nghe Phật Pháp tu trì cũng không, để cho tâm trí long bông, chạy theo tham dục chất chồng đã lâu. Mai vào địa ngục thâm sâu, tham lam cho lắm thảm sầu thiết tha. Sao không học Pháp Phật Đà, tu tâm tịnh ngộ để mà thoát ly? Đoạn trừ tham dục ngu si, tu tâm càng sớm càng ly tham nhiều.